La Calibre. Và các bạn hãy xem chúng tôi trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, thì chúng ta sẽ có hơn 100 triệu một chút thôi, thì làm chiếc Calibre làm sao mà có trang thiết bị thật là VIP, thoải mái, an toàn khi lái xe. Và đây trước mặt chúng ta là một chiếc Calibre Signature, và bên kia chúng ta cũng tiếp tục có một chiếc nữa vừa mới nhập vào trong xưởng. Thì hôm nay chúng ta hãy xem, chúng ta có hơn 100 triệu một chút thì chúng ta sẽ làm cái gì. Đầu tiên là những cái phần hoa lá cành chúng ta cũng không cần phải làm nữa, chỉ làm duy nhất bộ ghế mà thôi, bộ da, bộ ghế, bộ sàn là, và chiếc màn hình nữa, thì chúng ta đã có một chiếc Calibre thực sự VIP mà giá thành bỏ tiền ra thì rất là hợp lý, nhưng lại mang tính chất sang trọng, những cái công nghệ trong chiếc ghế mà làm cho chiếc xe của chúng ta trở lên thật sự hữu ích và xứng đáng với đồng tiền bát gạo chúng ta bỏ ra. Và các bạn, chúng ta tiếp tục vào đây để xem chiếc Calibre này làm như nào. Ở đây toàn bộ nội thất của chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đã bọc da Lapa nguyên tấm toàn bộ xe, cho tất cả những chi tiết của các bạn nhìn thấy từ cánh cửa hay là tất cả những cái phần ghế hoặc là phần tì tay ở đâu hồi xưa là da giả da, thì bây giờ chúng ta là da Lapa, ngồi rất là êm ái này, mịn màng và thật sự là êm hơn cái giả da rất nhiều. Đặc biệt hơn nữa là da Lapa khi cái trời mùa nóng, mùa hè năm nay của Hà Nội dự báo là rất là nóng, thì các bạn yên tâm là da ngồi không bị bỏng đít, và chúng ta đặt nhẹ mông xuống cái là có thể ngồi được ngay. Và đó chính là lợi thế của da Lapa thật. Da Lapa thật này thì chúng ta cũng biết rồi là da Lapa nó chính là của con bò đực chưa phối giống lần nào và được thuộc bởi công nghệ của Anh Quốc. Nên ra chúng ta sẽ có một chất lượng da phải nói là rất là mịn, mềm và êm. Thì đó là da Lapa, thương hiệu của da Lapa. Và chúng ta tiếp tục ở đây là xem phần tiếp theo. Chúng ta có một chiếc ghế gì ạ? Ở đây một chiếc ghế mà phải nói thật sự ra là, nếu mà nói đúng thì ở trên thị trường gần như là không có. Một chiếc ghế khi chúng ta để như thế này thì lối đi vào vẫn có thể thoải mái. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Ở hai phần đây là có hai phần hốc lốp hai bên. Thì khi ghế mà lớn như này, tựa lớn như này mà đi lại thì chúng ta sẽ lùi lên lùi xuống, nó vướng cái hốc lốp. Nhưng các bạn hãy nhìn nhé, một cái công nghệ của chiếc ghế bây giờ người ta gọi là dây trượt V, tức là trượt banh ra bên ngoài và thu gọn ở bên trong. Thì các bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức chúng ta đã có một thanh trượt V rất là tuyệt vời cho cả hai hàng ghế. Các bạn có thể nhìn nhé, hai cái bắt đầu sát vào nhau, sát vào nhau để lách qua đi được cái hốc lốp, thì chúng ta sẽ có một khoảng không rất là dài cho hai người ngồi hàng giữa này. Bản chất ra thì khi chúng ta đi ở trên đường ấy, thì theo tôi, như tôi đi cái chiếc xe Calibre của tôi thì đến 95% là tôi đi chỉ có một mình tôi hoặc có thêm một người bạn, người vợ hoặc ai đó nữa thì là hết. Thật ra là ghế đằng trước cũng chả ai ngồi, và ghế sau không ai ngồi. Nên đâm ra là khi cái chương trình này nó làm lên ấy, thì một cái dây chữ V nó chạy như này thì làm chúng ta rất là sướng. Mà các bạn có thể nhìn thấy khi mà ai mà đi qua lại ấy, thì chúng ta chỉ cần bấm một nút này thôi là cái cửa ở bên phía đằng bên phụ chúng ta vào nhất, thì các bạn có nhìn thấy không ạ, là lập tức được đẩy ra và hốc này nó sẽ lồi ra rất nhiều khoảng rộng đó. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây các bạn nhìn này, nó bừa ra này thì chúng ta lại có khoảng rộng để đi vào. Như tôi đây là khoảng 1m8 thì vẫn có thể đi ra đằng sau ngồi bình thường. Và chỗ đằng sau, đặc biệt chiếc ghế này ấy, thì người ngồi sau có quyền thoải mái. Tôi ngồi đằng sau thì vẫn có phím bấm mà các bạn nhé, có 4 phím bấm để tí nữa qua máy quay phim sẽ đưa vào đây. Tôi có thể chỉnh lùi ghế lại về đằng tôi, tôi có thể chỉnh tiến ghế, và nếu ở trên ngồi hơi phiền tôi có thể cho gập lên và cho lùi xuống. Một chiếc ghế đầy đủ công năng, tất cả công năng được làm, và cũng như cái chiếc ghế đằng sau cũng vậy thôi. Thì bây giờ các bạn hãy tiếp tục xem chiếc ghế này là có những cái việc gì nữa. Ở đây chúng ta có toàn bộ điều khiển chiếc ghế này rất hay, là ngoài các phím mà cảm ứng thì nó vào hơi lằng nhằng, nó vào các thư mục, vào các này kia để chỉnh tất cả ghế. Nhưng chiếc ghế này thì nó hay cái là toàn bộ chiếc ghế ngả lưng ra, đưa lưng vào, ta có thể để khiển đây giống như những nút của BMW hoặc là Mercedes.
Và đặc biệt hơn nữa là có luôn cả chỉnh luôn bụng đỡ chân. Các bạn thấy không ạ? Mọi chiếc ghế khác chỉ lại phải vào ở trong màn hình để làm bụng đỡ chân, thì chiếc này thì có thể đỡ chỉnh ngay ở đây. Và tất cả một cổng USB và một cổng USB Type-C cũng đầy đủ phục vụ cho các bạn. Ngoài ra, một khe cắm để điện thoại ở đây để bạn đỡ vướng, không bạn để cái điện thoại ở trên này thì để cắm ở đây. Và đặc biệt nữa là sạc không dây, có thể phục vụ các bạn ngay tại đây cho tất cả các loại điện thoại của bạn. Khi chúng ta sờ đến chiếc màn hình thì các bạn có thể lưu ý cho chúng tôi, bạn vẫn có thể điều khiển tất cả các màn hình này theo các ngôn ngữ ở trên này. Hình quạt gió thì là thổi mát, có cái lằng ngoằng dây thì là sưởi nóng, massage nằm ở chế độ này. Ví dụ tôi bấm vào đây và tôi bấm massage, vậy là được. Thế là chúng ta đã có massage và cộng thêm với cả sưởi nóng nữa là massage đá nóng. Có những nút mà để mình set ở trên này, chúng ta có thể một nút để nó bấm nước ghế nó về đúng vị trí ta mong muốn là đều có hết. Nhưng nếu các bạn vẫn chưa đủ thoải mái để màn nhìn màn hình trước màn hình OLED này thì chúng ta có thể gạt đây và các bạn nhìn đây, nó sẽ tự động. Nếu như người già, trẻ con, mắt kém thì chiếc màn hình đã ngửa với góc 45 độ để chúng ta có thể nhìn rõ hơn, và chần trượt như này một phát vào home là chúng ta đã thấy toàn bộ những phần setup đây. Máy quay cho sát đây ạ. Những phần setup đây tự nhiên tất cả các logo, biểu tượng và chữ sẽ to lên gấp 2,5 lần để cho các bạn có thể setup và làm dễ hơn. Và nếu các bạn muốn khóa lại thì rất rất đơn giản, bạn chỉ cần như này thôi là chiếc màn hình đã tự đi vào và chúng ta lại có chỗ để tì tay. Một chiếc xe mà tôi phải nói là nếu mà bộ ghế này mà là thứ hai thì chắc không có bộ ghế nào là chủ nhật cả. Và các bạn hãy xem thử những cái chức năng cuối cùng của bộ ghế này để tôi cho các bạn thấy, khi trước khi mang xe Calibo đi làm thì hãy chọn và những cái mẫu ghế nào, sản phẩm nào chắc chắn, da ngon lành. Các bạn có thể nhìn thấy gì rồi ạ? Và bây giờ thì với mỗi những cái này thì nếu mà để chỉnh bình thường, một lúc rất đơn giản, bạn giữ ở đây 3 giây, khi nghe tiếng tít một cái thì tức là bạn đã quay được chiếc ghế ngược lại 180 độ, cực kỳ là dễ dàng. Và bây giờ thì chiếc ghế đã ở vị trí này và các bạn nhìn để tôi sang bên kia xem như nào. Khi mà tôi mà đi ở vị trí một người thì tôi có hai cách lựa chọn của chiếc ghế này. Một là bạn có thể nhìn thấy đây ạ, chiếc ghế đây bạn nhìn thấy ngay ạ, nó đi ra và nó tránh ngay cái phần gì đấy ạ, hốc lốp, để hai chiếc ghế có thể nối liền non sông. Và bạn có thể nhìn thấy không ạ? Đó, đấy là chính cái ghế đi hình chữ V đấy ạ. Và tôi lại có thêm một chiếc này nữa. Thì các bạn có thể thấy là nếu xoay hai ghế lại, các bạn có thể được một chiếc giường. Và tôi có thể làm hai chiều. Nếu các bạn sợ say xe mà bị nhìn ngược hướng thì chúng ta nằm chiều này. Và nếu nếu ở đây tôi có thể nằm giải dọc như này mà chân vẫn còn thoải mái và đầu vẫn còn nghiêm chỉnh. Còn nếu tôi có một phương án khác quay ngược lại thì đây, chiếc xe sẽ như này và tôi đang ngồi với tư thế có thể ngả nữa, ngả nữa, ngả nữa và ngả nữa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rất thoải mái và đâu đó tôi vẫn còn, chân tôi vẫn đang thừa đằng sau, rơi vào cỡ khoảng hơn 1 mét nữa mới tới đến khung cuối cùng. Và cũng như vậy, cái đặc biệt nữa hơn là chiếc ghế này, khi hai chiếc ghế này có lợi thế là có cái bề dài cao như này và ngang to hơn này để chúng ta duỗi tay đường trước dàng sau này, thì khi hai cái ghế lại quay lại thì chúng ta sẽ có một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Và gì ạ, toàn bộ không gian tĩnh lặng này nó sẽ khóa lại toàn bộ cái phòng ở trong này. Và cũng như vậy, ở đây ấy, chúng ta có một không gian giải trí các bạn ạ, một chiếc màn hình Android. Thế mới hoàn toàn so với những lần trước chúng tôi rút kinh nghiệm. Thì chiếc màn hình này ở trong xe ấy, với khoảng cách gần chúng ta không cần phải to, cỡ tầm 12 inch là chúng ta xem thoải mái rồi. Nhưng chiếc màn hình này được thừa hưởng lại và toàn bộ cái phần công tơ mét cũng như là cái phần giờ giấc đường hiển thị ngay ở trên màn hình. Nhất là cái phần công tơ mét thì lái xe có thể là mình quan sát được lái xe đang chạy trên bao km trên giờ các bạn nhé. Và cái giờ giấc hiện tại cũng hiện lên rất to để chúng ta nhìn, cộng với toàn bộ hệ thống ứng dụng của màn hình Android, cái nền tảng
là cái store của Android nó hàng hàng triệu ứng dụng, từ VTV Go, K cộng, FPT Play hoặc là tất cả những thứ khác cũng đều phục vụ các bạn trên này. Thế thì chiếc màn hình này như thế là đã quá tuyệt vời cho chúng ta, và kết nối thẳng Bluetooth link qua với đầu zin nguyên bản, chúng ta đã có âm thanh và hình ảnh sắc nét, độ giải Full HD lên đến 4K để chúng ta quan sát và xem hình ảnh ở trên YouTube cũng như là ở trên TikTok hay tất cả các ứng dụng mà trên nền tảng của Google Store đã có. Vậy là hôm nay chương trình đã khép lại ở đây. Rất mong sự đóng góp và của các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp tới. Hãy cho chúng tôi thả tim hoặc like hoặc có ý kiến gì để cho chúng tôi có thể tiến bộ hơn nhằm giúp dịch vụ tốt hơn để phục vụ cho các bạn. Xin chào và cảm ơn các bạn.